Giám Quan Âm. Cơn sóng gió nổi trôi chiếc bách, một mình ta vừa lách vừa bơi, chơi vơi mấy độ chơi vơi, vào trong sáu nẻo ra nơi bốn đường. Này Phật tử lục phương tế độ, dụng sắc thân dạy dỗ người mê, ấy là gió thổi mây về, nước trao sóng dậy tư bề một phen. Đạo cao cả tập rèn diệu lý, nước hương thơm miều mỹ tỏa son. Ví như thể mẹ tìm con, cảm thông ứng hiệp khai môn khắp cùng, vì lẽ đó ta dùng quán thế, bố thí này một thể ban ra, thí thân nào có nại hà. Phải duyên ta thí để mà độ sanh, chư Bồ Tát thường hành lục độ, cơ duyên này nhiều thuở bố vi, hệ ai có phước duyên thì, niệm tâm vừa khởi các ngài độ cho. Thừa Phật ấy nào đo nào lượng, biết mấy đời đã hưởng đặc ân, đã đành là sự thí thân, thí tài, thí pháp cũng cần như nhau. Tài, pháp thí có sâu còn rộng, tài cho ra chẳng mộng chẳng nương, đã cho thì chớ có tường, thọ thì chớ nghĩ sự thường vốn không. Lòng bác ái cố công rèn đúc, dắt người lên đến bậc thăng bằng. Bao nhiêu cũng đủ, ta hằng chăm lo hành đạo vớt thăng luân hồi. Từ quá khứ các đời Bồ Tát, chư Phật đều một loạt hóa sanh, ra đời độ chúng hữu tình. Dìu ra nhà lửa đến thành Pháp Vương, nhân duyên ấy lập phương khai thị. Phật tử này cố chí học theo, thường hành Bồ Tát dáng trèo, lìa từ thấp quả lần trèo lên cao. Thinh văn bỏ, nhập vào Bồ Tát, lấy nhân duyên khai thác đạo màu, nay cầu lục độ dáng trâu, pháp môn chỉ có bấy nhiêu đó mà. Một thừa Phật 0304, bởi trí căn minh, độn mà ra, tựu chung có một, một là, Phật thừa Bồ Tát dáng mà hành theo. Trong kinh nói đủ chiều muôn hạnh, đủ sắc thân tướng tánh quang minh, đủ thần thông lực tám ngành, chung quy tánh kiến tâm minh tự thành. Bồ đề thọ, vốn mình không thọ, giống hữu tình tuy có mà không, có nhân duyên mới hiệp đồng. Hiểu trong trơn thể tỏ tường bổn lai, Phật tức tâm, tâm ta có Phật, tâm tức Phật, Phật ở nơi lòng, nhẹ nhàng rửa sạch bụi hồng, trao câu mô Phật thì lòng mới nguôi. Tâm tánh ấy mau chùi cho sạch, gội bụi trần học cách thiền ra, từ bi độ chúng hà xa, nguy nan cứ dạ ta bà lại qua. Quan Âm Phật ta bà dạo khắp, tìm nạn tại cứu cấp sanh linh, ấy là lục độ trao mình, già ân bố thí dẹp tình phân chia. Thuyền Bát Nhã nối tia nhật nguyệt, tam tạng kinh giải hết lục trần. Phá tan xiềng xích ái ân, lo câu lục tự chuyên cần độ ta. Đạo cảm ứng Phật ta dung hợp, nghĩa dung thông chỉ một không hai, bóng hình hình bóng là ai. Trăng trong nước tịnh không say bóng lòng, trên liên toạc chín tầng hé nở, tấm lòng thành một thuở hóa xanh. Xanh làm Phật, Phật độ xanh, nhành dương nước tịnh anh linh độ đời. Phật Di Đà là người phàm tục, Đức Thích Ca vốn bực vương gia, Quan Âm cũng chỉ người ta, Thế Chí vốn là một kẻ đầu thai. Phật hiền thánh không ai thoát khỏi, ở kiếp người đi đến Niết Bàn. An tức tịnh, tịnh là an, hiểu trong tâm trí thấy chẳng hạt sen. Khắp lục đạo người chen kẻ lấn, biển trầm luân mê tánh cho vui. Kìa lầu các, nọ cao ngôi, ba hơi kết cuộc khó thời mang theo. Gây tội ác ngặt nghèo phải thọ, trách đất trời sao ở bất công, hỡi ai ghi lấy làm lòng. Trao câu niệm Phật để hòng độ thân, ao thấp bảo chân châu mã não, cửu liên hoa ngôi báu dành đây, muốn ra khỏi kiếp đọa đày, dáng công tu luyện có ngày hóa sanh. Đừng mến tiếc nam thành thế giới, cõi diêm phù tội lỗi mê tân, cố công tham cứu học lần, Di Đà miệng niệm chuyên cần chớ sai. Trên Phật thánh độ tai qua khỏi, dưới phàm trần hết nỗi khổ luân, dáng niệm, niệm bất ly thân, sông mê thoát đặng hóa thân độ đời. Ma Hà Bát Nhã qua thời, bước lên bờ giác thảnh thơi an nhàn.